đây là một người bạn rất là thân thiết với nhau, đặc biệt là trong cuộc sống. Thì cái duyên đến với nhau đó là cái tình yêu, đặc biệt đối với nhạc tiếng ca và nhạc xưa, nhạc của nền tân nhạc Việt Nam. Đây là một người bạn rất là yêu quý. Và trước đây thì cái người bạn của Tân Hải cũng đã từng có một cái quán nhạc như thế này và duy trì rất là lâu. Mặc dù là như chúng ta đã biết là đối với cái thị trường mà làm cái nghệ thuật là nó rất là khó khăn, thế nhưng mà rất là cảm phục người bạn với tình yêu âm nhạc lớn như thế, duy trì được một cái thời gian rất là dài. Và ngày hôm nay bạn Tân Hải có đến đây thì quý vị cho Lương Bình Khoa một tràng vỗ tay, xin mời Lương Bình Khoa. Bình Khoa xin được lời chào các cô chú, anh chị, bạn các bạn trong phòng buổi tối ngày hôm nay. Lâu lắm tôi đã đến một quán cà phê âm nhạc và với những người quen cũ, anh Đào, anh Hải và một số anh chị nghệ sĩ đã từng gắn bó một thời gian. Và ngày hôm nay thực ra rất vui khi mà thấy có rất nhiều bạn trẻ đến nhạc trình. Trong cuộc sống nhiều khi cứ băn khoăn rằng là không hiểu nhạc trình có sức hấp dẫn nào mà rất nhiều người trẻ chưa cần đi qua nhiều trải nghiệm nhưng họ vẫn đam mê. Và rồi một lúc nào đó chợt nhận ra rằng nhạc trình giống như một con thuyền, đó là phương tiện để qua sông, một mình sang sông. Chính vì vậy mà mỗi người có thể hát, có thể chèo thuyền một cách khác nhau, nhưng chỉ cần mục đích là chạm vào một điều gì đấy, tìm một điều gì trong nhạc trình để sống tốt hơn, để nhận ra và trân quý những điều mình đang có. Đó chính là cái cách để nhạc trình cảm, cách nhạc trình là phương tiện để đưa mỗi người đến một chân lý sống cuộc đời này. Và có một ca khúc mà Đình Khoa cứ nhớ và đôi khi cô đơn bất chợt nghe và cứ muốn thấy thôi thúc trong lòng rất nhiều. Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà. Chị Công Sơn thì từng chia sẻ rằng mái nhà một tiếng gọi vang tình cảm sâu kín nhất trong cuộc đời của con người, và là nơi nuôi lớn tâm hồn của con người. Dứt bỏ mái nhà ra đi cũng như phụ dưỡng một tình yêu, mái nhà vẫn ở đó chờ đợi người trở về, nhưng người ra đi thì không thể trở về với tâm hồn của mình nữa. Có lẽ vì vậy mà đôi khi giữa những buồn nào, giữa mệt mỏi cuốn trôi lẫn cuộc đời này, chúng ta cần một lời thiên thu gọi, cần một tiếng gọi trở về với người an vui, người vui nhất, trở về với sự bình an cuộc đời. Đó là mái nhà, đó là những gì đã từng đi qua trong năm tháng cuộc đời. Và xin phép cho Đình Khoa được gửi tặng lời thiên thu gọi. Từng mình đã là cơn gió.
chân núi tháng năm mồ, giữa đường chưa có tôi bờ phờ, chẳng tôi thấy thiên thu là một đường không bên mờ. Về chân núi tháng năm mồ, giữa đường chưa có tôi bờ phờ, chẳng tôi thấy không bên mơ. Và có lẽ ca sĩ nữ, giọng ca nữ ngày hôm nay chúng ta đã xuất hiện. Mỗi một ca khúc qua một giọng hát khác nhau, qua một góc nhìn khác nhau, lại mang sắc màu khác nhau. Và có lẽ là không chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời ca sĩ đứng ngày hôm nay, chị sẽ lên sân khấu và hãy thể hiện những tình cảm của chị với nhà chị, hãy thể hiện những đồng cảm của chị để mỗi chúng ta có thể chạm được vào chị đấy tình nhau. Xin một tràng hôm nay để chào đón chị trên sân khấu này ạ.